Chiều ngày 28 tháng 7, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thừa Thiên Huế cho biết đã khởi tố vụ án khởi tố bị can bắt tạm giam Phạm Văn Quang, 28 tuổi, trú phường Thuận An, thành phố Huế, về tội vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ. Trước đó, vào đêm ngày 24 tháng 7, Quang đến thành phố Huế gặp Ngô Đức Thường, trú huyện Phú Lộc, Thừa Thiên Huế, tại phường Thủy Xuân. Tại đây, Quang lấy xe ô tô mang biển số Lào của Thường rồi chạy về phía biển Thuận An trong tình trạng phê ma túy đến đoạn quốc lộ 49 qua thôn Dương Nổ Nam, xã Phú Dương, thành phố Huế, thì xe ô tô của Quang lấn làng đâm vào một người đi bộ bên lề đường. Chưa dừng lại, xe ô tô còn lao lên phía trước tông vào một xe máy do anh X điều khiển chở theo vợ và hai con nhỏ. Cú tông khiến con gái của anh X tử vong tại chỗ, bốn nạn nhân khác bị thương nặng, phải nhập viện cấp cứu. Riêng với anh X và vợ nhập viện trong tình trạng nguy kịch. Tại thời điểm gây tai nạn, Quang không có giấy phép lái xe ô tô. Sau vụ tai nạn, Phạm Văn Quang bị công an tạm giữ để đo nồng độ cồn và ma túy. Kết quả phát hiện Quang dương tính với chất ma túy. Được biết, Quang vừa thụ án 17 năm tù giam vì hành vi giết người và vừa ra tù vào đầu năm 2023. Ngoài khởi tố Phạm Văn Quang, cơ quan công an đang tiếp tục củng cố hồ sơ để làm rõ hành vi giao phương tiện giao thông cho người không đủ điều kiện lái xe của Ngô Đức Thường.